Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho hơn 150 cán bộ hội phụ nữ các xã thị trấn, chi hội phụ nữ thôn ấp khu phố trên địa bàn huyện. Cán bộ phụ nữ các cấp của huyện Châu Đức đã được học tập nghiên cứu các chuyên đề, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đẩy mạnh vận động phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, 5 có 3 sạch, phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ thời đại mới, môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Thông qua lớp tập huấn, Hội Phụ nữ huyện Xuyên Mộc trang bị kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở, qua đó giúp đội ngũ này hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.